Có cầu thấy anh thì có nhiều màu khác nhau, có quả thì màu hồng, có quả thì màu phớt hồng, có quả thì màu trắng. Hôm nay anh em nhà sàn Tây Nguyên sẽ mời các bạn trải nghiệm một quả cầu làm từ đá thanh trắng. Những ai thích đá thanh trắng thì các bạn có thể xem video để biết thêm quả cầu đá thanh trắng này. Quả cầu đá thanh trắng do chất nguyên thủy của nó là đá tự nhiên. Các bạn muốn tìm quả cầu đá thanh mà các bạn cứ xem video nhiều của anh em ở sản Tây Nguyên sẽ hiểu thêm. Như đây là cái đôn, anh em cũng làm từ đá thanh trắng cùng với chất quả cầu này, có một chút xíu xíu hồng, có những vết nứt như thế này. Nhưng theo các chuyên gia phong thủy, các nhà khám xạ thì quả cầu có năng lượng rất thì cao, làm từ đá Việt Nam. Các bạn nhìn thấy nhiều quả cầu trong vắt hay màu hồng đều hay rất chi đẹp. Đấy là đá của nước ngoài. Còn đá Việt Nam của mình tuy xấu như thế này nhưng năng lượng khá là cao. Các bạn thấy những người biết chơi, nếu các bạn thích những quả cầu đá năng lượng thì các bạn hãy sử dụng đá thật, đá tự nhiên, đá chưa ra nhiệt, các phân tử của đá vẫn còn đang làm việc, đá thành có tính áp điện. Áp điện nghĩa là khi tác động một lực vào viên đá thì viên đá sẽ chuyển dòng điện năng và ngược lại các bạn ạ. Nên khi các bạn đặt quả cầu trên bàn làm việc thì máy sóng, các sóng điện thoại, TV hay máy tính sẽ hấp, quả cầu sẽ hấp thụ và chuyển thành điện năng, sẽ không nhiều tới bạn, làm cho bạn tâm trí cảm thấy thoải mái. Anh em có rất nhiều quả cầu có hình dáng màu sắc khác nhau. Nếu các bạn là người yêu thích đá phong thủy tự nhiên mà các bạn hãy ghé thăm anh em ở sàn Tây Nguyên hay alo cho anh em nhà sàn Tây Nguyên lựa chọn những quả cầu phù hợp với bản thân mình. Đá chọn người, nếu các bạn thấy cục đá nào, quả cầu nào hợp với mình hãy alo cho anh em ở sàn Tây Nguyên. Anh em xin chào và hẹn gặp lại.